tất tần tật về dòng trà thiết quan âm tiếng tăm lẫy lừng. Nhân vật chính mà ngày hôm nay Ô Long Ha muốn giới thiệu tới các bạn một dòng trà là thiết quan âm tia guan yin một dòng trà nhận được nhiều sự yêu ái của hầu hết các bậc sành trà. Chinh phục mọi khẩu vị ngay từ lần thử đầu tiên, Ô Long Ha sẽ bật mí cho bạn tất tần tật về dòng trà nổi tiếng này nha. Tin mình đi còn nhiều thứ thú vị đang chờ các bạn ở phía trước nữa đấy. Tổng quan về trà thiết quan âm. Từ xưa có câu danh trà hữu danh sơn, danh sơn xuất danh trà, câu này có nghĩa trà nổi danh sẽ khiến cho người ta biết đến ngọn núi nơi mà nó được trồng. Đồng thời, cũng từ ngọn núi ấy mới có thể tạo ra được dòng trà nổi danh ấy. Thiết quan âm được tạo nên bởi một môi trường sinh thái tự nhiên với muôn vàn cảnh sắc núi non xanh ngát. Non xanh nước biếc, ngoài ra thiết quan âm còn có tên gọi khác là hồng tâm quan âm hồng xin quan yin và hồng dạng quan âm hồng yang guan yin là một đại diện tiêu biểu của dòng ô long nổi tiếng chứ danh trong thập đại danh trà của trung quốc lẫn đài loan liệu rằng trong cái tên thiết quan âm độc đáo này mang một ý nghĩa là gì không vâng chữ thiết ở đây có nghĩa hán việt là sát tượng trưng cho sự sắc bén tức là dòng trà này sẽ mang đến cho bạn một cảm giác sắc bén kích thích vị giác hương vị trà lưu động sâu và dài nơi cuốn họng gây lưu luyến mãi không quên dành cho mỗi người uống trà có nguồn gốc từ an khê thuộc tỉnh phúc kiến Trung Quốc với hơn 200 năm lịch sử. Đặc điểm chất lượng, hình dáng trà khô cong, đầy đặn. Nút tròn đều khoát trên mình lớp áp màu xanh tươi sáng, nhìn gần các cọng trà hệt tựa đầu chuồn chuồn. Thân mình xoắn ốc nhìn giống chân ếch. Nước trà màu vàng hổ phách óng mượt, đẹp mắt. Mang trong mình hương hoa mộc lan tự nhiên thoảng nhẹ. Vị êm dịu và ngọt ngào, với hậu ngọt kéo dài. Dây dưa nơi đầu lưỡi. Người xưa có một câu nói rất hay, trước khi nếm được mùi vị của mật hoa trước tiên hãy thử thưởng thức mùi thơm của chúng uống trà cũng vậy ta cũng từ từ thưởng thức hương thơm của trà rồi mới đến thử vị để cảm nhận được sự tinh túy lẫn tâm tư của người trồng trà gửi gắm vào trong tác phẩm của mình đấy mới là nghệ thuật thường trà thực thụ sau khi đã thưởng thức cảm nhận được mùi hương hoa lan tinh túy của thiết quan âm các bạn hãy thử nhấp một ngụm rồi đào nhẹ đầu lưỡi bạn sẽ cảm nhận được nước trà êm dịu tươi mát thanh thanh rồi nuốt từ từ ta sẽ thấy được như đang có một luồng mật ngọt dịu thanh đang lưu động trong cuống họng góp phần giúp tinh thần sảng khoái phấn chấn nét đặc trưng riêng của trà thiết quan âm lá trà sau khi được chế biến sẽ có dạng xoăn chắc nặng có cuống màu xanh lá cây và hình đầu rồng bụng lá màu xanh lục tươi hay còn gọi là xanh cắt lốm đốm đỏ li ti tựa như xương trắng trên quai lá vì lá trà mịn chặt hơn các dòng trà thường khác nên thân lá sẽ nặng hơn chỉ cần lấy một lượng nhỏ trà cho vào ấm trà là có thể nghe thấy âm thanh giòn tan nước trà thiết quan âm hảo hạng có hương thơm tê mát sau khi mở nắp ta sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi thơm nhẹ hoa lan lan tỏa khắp phòng mùi thơm không những độc đáo mà còn lưu lại rất lâu tạo cảm giác bình yên dễ chịu các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước gần đây đã chỉ ra rằng trong thiết quan âm có chứa nhiều thành phần thơm ngát lớn hơn đáng kể so với các giống trà ô long khác vì vậy sự tinh tế trong hương thơm của thiết quan âm dễ dàng làm thu phục được biết bao con tim của nghệ nhân trà khiến giới báo chí phải tốn biết bao giấy mực để ca tụng về nét đẹp của em ấy mang lại cách bảo quản trà hạn chế để trà nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp vào trà hoặc những nơi ẩm mốc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trà việc bảo quản thiết quan âm phải ở nhiệt độ thoáng mát và niêm phong kỹ túi trà tránh để không khí lọt vào gây oxy hóa trà dẫn đến hư trà hãy bảo quản bằng kẹp trà để có thể duy trì được màu sắc và hương thơm của thiết quan âm càng lâu nhé công dụng thiết quan âm các hợp chất polyphenolic trong thiết quan âm có công dụng thần kỳ trong việc ngăn chặn quá trình oxy hóa mặt khác trong thiết quan âm còn có các alkaloid purin có thể gián tiếp quét sạch các tế bào gây lão hóa từ đó làm chậm quá trình lão hóa Ngoài ra thiết quan âm là loại trà rất giàu flor, chất này dễ dàng kết hợp với canxi trong răng tạo thành một lớp canxi florua trên bề mặt răng. Có vai trò ngăn ngừa axit và sâu răng. Dòng trà thượng phẩm này rất có lợi trong việc bồi bổ khí chất. Thường được người ta dùng để chiêu đãi hoặc kết giao bằng hữu, góp phần gia tăng thêm tình cảm giữa người với người trong quá trình thưởng trà. Truyền thuyết về Quan Âm thác mộng theo truyền thuyết, vào khoảng năm 1720, có một người nông dân trồng trà tên là Ngụy Âm sinh sống ở làng Tùng Nham. Nhiều Dương, An Khê, là một người siêng năng, chăm chỉ với nghề trồng trà, ông luôn tin vào đạo Phật và rất sùng bái Phật quan âm. Đều đặn mỗi sáng và tối, ông đều sẽ dâng trước tượng Phật bà quan âm một tách trà. Cứ như thế hàng chục năm trôi qua ông vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Rồi một đêm ngủ quên ông nằm mơ thấy phật quan thế âm hiện ra người nở một nụ cười dịu dàng và dẫn ông đến ngọn núi quan âm luân kế bên có một con suối tại đây người chỉ vào cây trà bên cạnh rồi nhắc ông đây là cây trà vương dân gian con hãy đem về trồng và nhân giống vì lợi ích của con người mai sau nói xong phật bà biến mất sáng hôm sau ông cầm cúc bước ra khỏi nhà đi men theo con đường trong giấc mơ đêm qua và tìm đến quan âm luân cũng ngay tại con suối đó ông thấy trong khe núi đá quả là có mọc một cây trà cành khỏe tán lá xum xuê, mùi thơm hấp dẫn, tương tự những gì đã xuất hiện trong trong giấc mơ của mình. Quan sát kỹ, sẽ thấy lá trà có hình bầu dục thịt lá căng mọng, búp màu đỏ tím, lá nhỏ giọt nước màu xanh. Ngụy âm rất vui mừng, liền đào cây trà này về trồng trong chậu sắt ở nhà và chăm bón hết sức cẩn thận. Vì loại trà này có được từ giấc mơ của Phật bà quan âm nên nó được đặt tên là thiết quan âm tia Guan Yin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe hy vọng thông qua bài viết này có thể cung cấp thêm cho bạn những thông tin bổ ích về trà và cảm thấy hứng thú với bộ môn thưởng trà này hơn